Trong khi đó thì mong muốn truyền tải những thông điệp tích cực đến những ai đang sinh sống, làm việc, học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn thân thương, nơi đang hòa mình để chống lại dịch Covid-19. Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cùng với nhiều nghệ sĩ đã chung tay thực hiện một MV mới mang tên Cố lên Sài Gòn để gửi niềm tin cũng như cổ vũ người dân vượt qua đại dịch. Theo đó, Cố lên Sài Gòn có giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe được sản xuất bởi Đoàn Minh Vũ. Ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Hoài Anh sáng tác trong thời điểm dịch bệnh bùng phát trở lại, làm đảo lộn cuộc sống của mọi người. Với sự có mặt của nhiều tên tuổi như Ưng Hoàng Phúc, Quân AB, Dương Ngọc, Đạt Ri, MV Cố lên Sài Gòn với lời ca đầy ý nghĩa động viên mỗi người dân hãy cùng đồng lòng, luôn giữ tinh thần vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch bệnh, đã truyền tải nguồn năng lượng tích cực tới người nghe, nhận về nhiều sự yêu mến. Chia sẻ về dự án lần này, Ưng Hoàng Phúc cho biết anh và các nghệ sĩ tham gia mong muốn truyền tải một thông điệp tích cực đến với những ai đã đang sinh sống, làm việc tại Sài Gòn. Đồng thời, qua lời ca tiếng hát, nam ca sĩ nhắn nhủ mọi người hãy tạm thời cố gắng thay đổi những thói quen của bản thân để cùng nhau giúp Sài Gòn mau chóng lấy lại hình ảnh thân thương như trước kia.